Sáng ngày 29 tháng 11, đoạn clip ghi lại tình huống chiếc bạt phủ từ xe tải bị rơi xuống đường cao tốc, bất ngờ bay trùm kín lên ô tô phía sau được đăng tải lên Facebook, khiến cho cộng đồng mạng phải thót tim sợ hãi. Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của xe ô tô hiển thị thời gian khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 11. Thời điểm này, tài xế ô tô điều khiển xe di chuyển trên đường cao tốc, đang phóng xe với tốc độ khá cao thì bất ngờ chứng kiến tấm bạt phủ cỡ lớn từ chiếc xe tải phía trước bị tuột dây và bay thẳng vào xe của mình. Tấm bạt đã trùm kín toàn bộ phần đầu xe, chắn toàn bộ tầm nhìn khiến tài xế phải nhanh chóng đứng xe ở giữa cao tốc để tháo tấm bạt xuống. May mắn tài xế này đã cho dừng xe khá bình tĩnh, không bị va chạm và thoát chết ngoạn mục trước sự cố hy hữu đầy nguy hiểm. Đoạn clip do tài xế đăng tải lên mạng xã hội khiến dân tình thót tim sợ hãi, tất cả đều phải nín thở bởi tình huống tai bay vạ gió quá bất ngờ, đồng thời chung vui với tài xế thoát nạn. Có lẽ tài xế xe tải cũng không biết là bạt bay nên vẫn cứ đi. Sự cố không ai mong muốn, rất may là không có ai xảy ra bất cứ một vấn đề gì cả. Rất mong các tài xế khi tham gia giao thông nên buộc bạt của mình thật kỹ để tránh những vụ việc tương tự xảy ra.